Biểu hiện của bệnh sỏi mật. Một người bị sỏi mật sẽ có các dấu hiệu sau: đau bụng với tính chất đau ở vùng hạ sườn phải, kiểu đau quặn gan thường xảy ra sau bữa ăn nhiều mỡ, đau nhiều về đêm khoảng từ 23 giờ đến 24 giờ. Khi đau kèm theo nôn, bệnh nhân không dám thở mạnh. Cơn đau kéo dài vài giờ đến vài ngày. Rối loạn tiêu hóa, chư chậm tiêu, bụng trướng hơi, bệnh nhân sợ mỡ, táo bón hoặc tiêu chảy sau bữa ăn. Rồi cơn đau nửa đầu, người ta gọi là migraine đấy. Đau nửa đầu dữ dội, khi đau có nôn nhiều. Sốt do bị viêm đường mật, túi mật, sốt cao đột ngột kéo dài vài ba giờ, sốt và đau vùng hạ sườn phải đi đôi với nhau. Nếu đau nhiều thì sốt cao, có khi sốt kéo dài vài tuần, có khi hàng tháng, có khi sốt nhẹ 37 độ rưỡi cho đến 38 độ thôi. Nếu không viêm thì không sốt. Rồi vàng da và niêm mạc xảy ra sau đau và sốt khoảng 1-2 ngày. Vàng da kiểu tắc mật gồm da, niêm mạc vàng, nước tiểu vàng, phân bạc màu. Vàng da có ngứa mà bôi thuốc chống ngứa không kết quả, mạch chậm. Vàng da sẽ mất đi chậm hơn đau và sốt. Ba chứng đau, sốt, vàng da còn gọi là tam chứng Charcot, tái phát nhiều lần, khoảng cách giữa các đợt vài tuần, vài tháng hoặc vài năm. Khi khám thấy gan to đều, mức độ to từ mấp mé dưới sườn, dưới bờ sườn cho đến 5-6 cm dưới bờ sườn, tùy mức độ tắc mật, mặt gan nhẵn, mật độ chắc, bờ gan thì tù, ấn, đau, tức. Túi mật to cùng với gan to, túi mật to đau khi sờ nắn, có thể co cứng vùng hạ sườn phải. Xét nghiệm máu thì ta thấy bilirubin toàn phần tăng. Siêu âm thấy sỏi túi mật, sỏi ống mật. Chụp phim X-quang nhìn thấy sỏi. Trên thực tế thường gặp 3 thể bệnh chính như sau. Một là trường hợp điển hình có tam chứng Charcot, hội chứng tắc mật, bệnh tái phát nhiều lần với các triệu chứng như trên. Chẩn đoán đúng, sỏi mật 60-70%. Thể bệnh thứ hai là triệu chứng lâm sàng không điển hình, có cơn đau quặn gan, không vàng da, không tắc mật, hoặc tắc mật nhưng không đau quặn gan. Thể bệnh thứ ba là bệnh nhân bị sỏi nhưng đến bệnh viện cấp cứu vì biến chứng như là viêm phúc mạc mật với các dấu hiệu nhiễm khuẩn nặng, bụng cứng, vàng da, sốc nhiễm khuẩn, sốt, túi mật to, đau, chảy máu, tiêu hóa, nôn ra máu có hình thỏi kiểu như ruột bút chì, đau bụng cấp, nôn, chướng bụng,